Sáng ngày 25 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển hàng hóa có chứa chất cấm là 1.500 lít thuốc diệt cỏ có chứa chất cấm. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh tiến hành dừng và kiểm tra hàng hóa trên xe ô tô tải, mang biển kiểm soát 29H06314 do tài xế Đào Văn Hải trú thành phố Hà Nội điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 88 thùng thuốc diệt cỏ do nước ngoài sản xuất với thể tích hơn 1.500 lít. Tổng trị giá lô hàng trên là hơn 200 triệu đồng. Tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ trưng cầu giám định số thuốc diệt cỏ trên phát hiện bên trong có chứa các hoạt chất độc hại không được phép sử dụng tại việt nam hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định đang xác minh các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật